Đi đây, thẳng lên đây, thẳng lên, lên đây, đây. Em coi coi. Rồi, dừng lại đây, dừng lại đây. Rồi. Rồi, đó là đi nha em ơi. Quay. Quay quá, đây, 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 đây. Đậu lại, dừng lại. Đúng rồi. Đấy, 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 anh chàng đây. Rồi, mời chị vô vị trí tác chiến. Chị sẵn sàng chưa? À? Sẵn sàng. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Đẹp trai quá ha. Có bạn gái chưa? Chưa hả? Làm bạn gái được không? Được không? Được, được, được mà. Ôi, trời đất ơi, 13 tuổi mới nở mụn không? Mụn bự như vậy đây, nặng giùm cho. Quay qua coi. Ôi, mặt cũng lạnh lùng quá ha. Hết giờ. Không có cười. Bây giờ cơ hội tiếp theo cho chị bằng sự khởi đầu nan gian nan đừng có nản. Không chưa khi nào nói sẵn sàng thì nghe bắt đầu. Được không? Không có cười không ta? Hoang mang quá trời, mặt cũng nghiêm quá à. Được chưa? Ờ, cố gắng lắm rồi nè. Thời gian dành cho chị. Bắt đầu. Khỏe không em? Nhà khỏe không? Hả? Khỏe hả? Bầy heo khỏe không? Ô heo cũng khỏe luôn hả? Rồi, 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 rồi. Quá đã nhà nuôi heo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với người tiếp theo. Xin mời Trường Giang. Chúc mừng chị đã có được một điểm. Bên đây căng quá. Đội bên đây căng quá. Ờ. Làm gì đi đếm vỗ hả trời? Em cho anh ngồi cái. Đâu? Rồi, để giao lưu nhẹ cái nha. Em tên gì vậy? Hoa hả? Hoa là Huê đó hả? Cười là gì? Bây giờ nín đi, đừng có cười. Cố gắng là đừng cười. Nên mình giao lưu mình đừng cười. Lát mình diễn là mình cười liền. Hiểu không? Được chưa? Ổn chưa? Hết chưa? Rồi. Thời gian 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Đó, hồi nãy là kêu cười thì không cười. Giờ thì nín là cái môi giật giật chi vậy? Trời. Chúc mừng anh. Rồi, người tiếp theo. Đây, đây, lên đây luôn. Đó. Em tên gì vậy? Thân hả? Thân, ngồi đi, đứng, không nên ngồi xa quá nha. Rồi. Rồi. Giao lưu không? Nhân học, nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi hả? Quê ở đâu? Trời, An Giang, chùa bà, chùa đốc hả? Xa quá, hay đi cúng không? Rồi vậy hả? Cúng xin gì? Xin học tập gia đình hả? Có bạn trai chưa? Chưa hả? Giao lưu dài quá, nhây anh bị nhây. Được dạ. Chưa? Thật rồi, sao? Đúng rồi. 10 giây dành cho anh, bắt đầu. Đừng nhìn anh, cười anh vui chứ đừng có nhìn, hiểu không? Đây là chương trình cười mà, hiểu không? Hát bài nghe coi. Đã có cười, có cười. Đời, có cười. Chúc mừng. Yeah. Đỡ ghê thiệt. Chúc mừng, chúc mừng. Yeah. Chúc mừng anh. Yeah, như vậy là họ đã có được 3 lần khiến cho khán giả của chúng ta mỉm cười. Và với 3 lần này thì đội của chúng ta đã ghi được 3 điểm. Xin chúc mừng. Chị chọn nha. Đây 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 đây. Zoom lại, zoom lại tò. Được. À, chú bé có chú đang khỉnh. Chị Quỳnh đã chọn được bạn khán giả đầu tiên. Thời gian 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Tốt, khỏe không cưng? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe chịu không? Bà nội khỏe không? Đã cười. Chúc mừng. Hay quá Quỳnh ơi. Hay quá. Bắt rồi. Quá luôn. Dạ. Rồi. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Sao em? Hả? Tương gian gái không? Cười. Đã cười. Bạn này có một thói quen là cứ trả lời là nghe miệng cười. Dạ. Chúc mừng chị, quá dễ đúng không ạ? À? Bây giờ xin mời anh Hiếu Hiền. Mài dao mài kéo đây. Mời à, anh không có chọn em đâu. Anh đâu phải hạng trai dễ dãi đâu kinh. Đỡ lên chứ cái chân bước đâu tới. Mười giây dành cho anh. Bắt đầu. Anh đang xem thử em nhận được bao nhiêu lâu. Cười. Yeah. Chỉ một câu đơn giản. Yeah. Tiếp theo. Mời anh người tiếp theo. Mười giây dành cho anh. Bắt đầu. Bây giờ thí dụ như anh nói một câu thôi là nêu em thì em trả lời sao? Không rồi. Không rồi. Chúc mừng bà. Thật ra cũng dễ thôi. Tại cái nhan sắc của mình mà nói yêu ai ai cũng cười vậy. Ngồi vậy. Chúc mừng. Yeah. Như vậy là đội của mình đã ghi được mình xuống rồi 4 điểm. Yeah. Thưa quý vị, với 4 lần Giang nghe. Cảm ơn Giang. Cảm ơn Giang. Có sự bạo hôn.
với 4 lần khiến cho khán giả của chúng ta bật cười. Đội của anh Hiếu Hiền và chị Ngân Quỳnh đã ghi được 4 điểm và tạm thời là vươn lên dẫn đầu ở vòng này. Xin chúc mừng.